Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Trở lại chương trình đầu tư giá trị từ A đến Z. Thì nội dung phần 26 này thì AZFIN Việt Nam trả lời theo những cái câu hỏi của rất nhiều các quý vị anh chị nhà đầu tư gửi đến. Đó là cái câu chuyện thế giới di động tại sao lại trở lại mạnh mẽ như thế, vì điều gì? Thì ở trong nội dung này về cơ bản thì AZFIN chia sẻ ngay từ đầu, đó là chỉ cung cấp thông tin, không khuyến nghị mua hoặc bán cổ phiếu thế giới di động ở giai đoạn này, anh chị lưu ý nhá. Tuy nhiên, nó có ý nghĩa gì không? Thì trao đổi cùng anh chị. Đối với những anh chị mà xôi thịt một chút, đó là thích mua hay bán vân vân, thì thưa với anh chị thì nó cũng không hợp với triết lý của AZFIN Việt Nam. Bởi vậy nó sẽ không hữu ích đối với các anh chị. Tuy nhiên đối với những anh chị theo trường phái đầu tư giá trị, muốn hiểu rõ sâu bản chất về doanh nghiệp, về tình hình kinh doanh doanh nghiệp, về những thứ nội tại doanh nghiệp đang có như thế nào, ra sao, thì cái nội dung này hoàn toàn có thể đáp ứng được điều đó. Và chúng ta không nhất thiết thì mỗi khi đưa ra đánh giá một cổ phiếu nào đó thì phải mua hoặc phải bán, mà có thể là chúng ta ghi nhận, học hỏi các thông tin để đến lúc có cơ hội xảy ra 10-10 chẳng hạn thì chúng ta mua, hoặc để đến lúc giá rất cao chẳng hạn chúng ta có thể mang ra bán, chứ không nhất thiết phải đưa ra nội dung là phải có mua có bán. Các anh chị lưu ý một điều như vậy nhé. Tiếp theo, trong 6 tháng qua thì thế giới di động đã có một cái mức tăng rất khủng khiếp, khoảng 88% từ mức đáy vào tháng 11 năm 2023. Thưa anh chị, lúc đó có những lúc nó chạm về giá khoảng 34 gì đó. Thì chia sẻ luôn thì trong cái giai đoạn đó thì AZFIN cũng đưa ra đầu tư cho các anh chị trong đầu tư giá trị năng động. Thì hồi đó là đưa ra giá khoảng 35-36, thì cùng với cổ phiếu RE hồi đó, anh chị lưu ý nha, thì đã có đưa ra. Và thực tế thì AZFIN Việt Nam vào ngày 20 tháng 12 năm 2023 vừa rồi thì cũng đã đưa MWG vào trong cái danh mục báo cáo chiến lược năm 2024 với giá 40.4 thì phải. Đó thì đấy là phục chia sẻ như vậy. Còn về cái việc tăng giá, chúng ta có thể thấy là tăng giá rất mạnh. Về cơ bản là vượt đỉnh trong 2 năm qua. Và bây giờ đã đạt giá 63.600 đồng vào ngày cuối cùng của tháng 5 năm 2024. Thì cơ sở nào, tại sao một cái doanh nghiệp năm ngoái kết quả kinh doanh tệ hại như thế mà lại có một cái sự tăng trưởng tốt như vậy? Thì ở đây chính là những cái điều làm nên cái điều đó. Và cũng có thể không anh chị nhé. Đầu tiên đó chính là kết quả kinh doanh của thế giới di động trở lại một cách mạnh mẽ. Thì 4 tháng đầu năm vừa mới cập nhật thì doanh thu thuần tăng tới 16.8%, rất cao. Rất cao, hoàn thành 34% kế hoạch và đạt 43.039 tỷ đồng. Cơ cấu doanh thu thì trong đó bách hóa xanh đã vươn lên mạnh mẽ đứng thứ hai với 28.8% thị phần. Điện máy xanh về thế giới di động thì cũng đóng góp vẫn là chủ yếu, còn mảng khác chỉ 2.9%, trong đó là thuốc An Khang vân vân. Đối thủ, cái nguyên nhân cái kết quả kinh doanh của thế giới di động trở lại cực kỳ mạnh mẽ thì lại đến từ hai yếu tố. Một là đối thủ suy yếu và bỏ cuộc, thì đã rất nhiều đối thủ không qua khỏi cái giai đoạn năm 2022-2023 đầy khốc liệt, đã không qua khỏi và phải bán mình. Rồi rất nhiều các cái đối thủ cũng yếu đi. Ví dụ ngay cả cái đối thủ trực tiếp lớn thứ hai trong ngành đi, thì cũng yếu đi rất nhiều rồi. Rồi tiếp theo là nền kinh tế của Việt Nam chúng ta đang dần hồi phục trở lại một cách từ từ, không mạnh nhưng từ từ. Tiếp theo, đi chi tiết hơn, đó là lũy kế 4 tháng đầu năm, cái chuỗi thế giới di động và điện máy xanh có tổng doanh thu đạt 29,4 ngàn tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ. Thì đây có thể nói là một mức tăng cũng rất ấn tượng trong bối cảnh kinh tế vẫn được đánh giá là còn nhiều khó khăn. Và sao trong thời gian tới thì kinh tế dự báo sẽ ổn hơn, người dân an tâm hơn, chi tiêu nhiều hơn, thuế VAT tiếp tục để ở mức thấp 8%, từ đó có thể kích thích tiêu dùng mạnh mẽ hơn. Và do đó cái xu hướng phục hồi của thế giới di động và điện máy xanh sẽ tốt hơn. Riêng trong tháng 4 thì tổng doanh thu của thế giới di động và điện máy xanh đạt 8.000 tỷ đồng, tăng tới 25% so với tháng 3. Động lực chính từ các cái sản phẩm máy lạnh, thiết bị làm mát do nhu cầu mùa nắng tăng cao. Ngoài cái yếu tố thời tiết thì sự tăng trưởng này thì công ty cũng giải thích đến từ công tác chuẩn bị đầy đủ về nguồn cung hàng hóa và danh mục sản phẩm đầy đủ, chương trình khuyến mãi hấp dẫn và chủ động về nhân lực giao hàng lắp đặt rất chuyên nghiệp. Ngoài ra cũng phải lưu ý với các anh chị như này, thế giới di động bây giờ là một ông quá lớn trong ngành rồi. Tôi có trao đổi với một số các nhà cung cấp có thể nói là rất lớn ở trên thị trường cho thế giới di động. Họ cũng chia sẻ luôn, bọn em bán trên thế giới di động về cơ bản lợi nhuận gần như không có. Công ty nó ép giá, nó có vị thế mà. Thì nó ép giá rất là thấp, lợi nhuận gần như không có, nhưng bọn em phải bán. Bởi không bán thì bọn em không có thị phần, bọn em không có danh tiếng. Thì bọn em không bán được bên ngoài, ở các chỗ khác. Và thế giới di động họ cũng rất hay. Họ bán rất nhiều các cái nhãn hàng, họ yêu cầu ông đặt cho tôi một cái ký tự riêng, một nhãn riêng. Thế thì không thể sợt hay so sánh ở đâu được cả. Thế do đó là thế giới di động vẫn có được biên lợi nhuận tốt cho dù các đối thủ khác lâm vào tình trạng khánh kiệt. Tiếp theo cái động lực rất lớn nữa là cái chuỗi bách hóa xanh. Thì lũy kế 4 tháng đầu năm bách hóa xanh đạt 12,4 ngàn tỷ đồng, tăng tới 43% so với cùng kỳ. Phải nói một cái mức tăng rất ấn tượng. Riêng doanh thu tháng 4 thì đạt 3,2 ngàn tỷ đồng, tăng 6% so với tháng 3. Một phần đến từ cái sức mua mạnh mẽ trong nghỉ lễ 30 tháng 4. Đúng không? Doanh thu bình quân đạt 1,9 tỷ đồng trên cửa hàng trên tháng. Kể cả không có cái hoạt động
nghỉ lễ thì về cơ bản là Bách Hóa Xanh cũng đang có cái sự trở lại ấn tượng, trong khi số lượng cửa hàng bây giờ chỉ còn có hơn 1.690 mấy cửa hàng thôi, nhưng mà doanh thu đã lên rất mạnh. Và năm nay hoàn toàn doanh thu của Bách Hóa Xanh có thể đạt mức khoảng độ 36 đến 40 ngàn tỷ đồng. Phải nói là một mức ấn tượng và khẳng định vị trí số 1 trong lĩnh vực bán hàng tiêu dùng số 1 nhé, chứ không phải là chỉ số 1 trong các cái chuỗi cửa hàng đâu. Bởi vì đối thủ thứ hai là Winmart và Co-op thì đâu đó khoảng 30 31 ngàn tỷ đồng thôi. Thực tế Bách Hóa Xanh đã số 1 trong năm 2023 rồi, và 2024 khả năng cao sẽ củng cố vị trí số 1 ngày càng vững chắc và bỏ xa các đối thủ. Và ở trong một cái lĩnh vực mà tiềm năng có cái quy mô hàng trăm tỷ đô la như lĩnh vực hàng tiêu dùng, bán lẻ hàng tiêu dùng, thì rõ ràng vị trí dẫn đầu nó có rất nhiều lợi thế và được đánh giá rất cao. Và chính việc đánh giá rất cao như thế, thế cho nên cho dù Bách Hóa Xanh vẫn còn lỗ khá nhiều trong năm 2023 thì Thế Giới Di Động vẫn bán thành công 5% cổ phần Bách Hóa Xanh với định giá 1,5 tỷ đô la và đã thu được 1,77 ngàn tỷ đồng từ đối tác mua là CDH Investment có trụ sở tại Singapore nhưng mà công ty mẹ thì ở đây Trung Quốc. Điều này giúp Bách Hóa Xanh dồi dào về vốn để có thể tự đứng trên đôi chân của chính mình mà không cần sự bơm vốn từ công ty mẹ là Thế Giới Di Động, và từ đó dần dần có thể mang tiền về cho mẹ. Bách Hóa Xanh thì đang gần nhất với cái cơ hội tiến đến điển hóa vốn và sớm nhất có thể là cuối quý 2 năm 2024 này. Thế do đó với vị thế đã trở thành số 1 ở một đất nước 100 triệu dân, quy mô lớn thứ 14-15 thế giới và quy mô toàn bộ thị trường tiêu dùng là lớn khoảng 20-21 thế giới mà lại đứng đầu ở trong một mảng lớn nhất như thế thì cái tiềm năng của nó phải nói là rất khủng khiếp chứ không hề đơn giản. Nếu mà nó đạt được cái điểm có lợi nhuận một cách thành công và mở rộng tốt thì rõ ràng đây là một cái thị trường khủng khiếp. Nếu anh chị nhìn vào cái định giá của Walmart thì có thể biết được điều đó. Tuy nhiên thì việc so sánh nó là quá là khập khiễng, đúng không ạ? Thì bởi vì sao? Bởi vì thế cho nên Bách Hóa Xanh hiện tại mới được định giá 1,5 tỷ đô, trong khi Walmart lên đến 5-700 tỷ đô, đúng không? Anh chị lưu ý là như vậy. Nhưng mà cho thấy rằng cái thị trường này còn một cái tiềm năng quá là rộng lớn. Và chính cái câu chuyện này đã khẳng định được cái vị thế của Bách Hóa Xanh, từ đó cũng góp phần thúc đẩy cái thế giá của cổ phiếu Thế Giới Di Động. Tiếp theo là ERA Blue có thể sớm hòa vốn hơn dự kiến. Thì ngày 18 tháng 5 năm 2024 thì ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO của chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh cũng đã viết trạng thái trên Facebook, đó là chúng tôi ở đây để chúc mừng cho cột mốc lịch sử mang tiền về cho mẹ của ERA Blue. Thì với câu này thì chúng ta hiểu ngầm rằng về cơ bản là ERA Blue có thể hòa vốn hoặc là có thể có lãi. Tuy nhiên chúng tôi cũng không quá vội vàng và cũng không quá gọi là kết luận một cách vững chắc là nó hòa vốn hoặc là có lãi rồi. Đó. Nhưng mà cho thấy là nó đã là một cái điểm sáng rất lớn. Điểm sáng rất lớn anh chị ạ. Và hết tháng 4 năm 2024 thì ERA Blue đã đạt cột mốc 56 cửa hàng. Và khả năng cao cuối năm 2024 thì ERA Blue sẽ chính thức vươn lên vị trí số 1 ở Indonesia và có thể có lãi. Và nếu có lãi thì rõ ràng với quy mô thị trường Indonesia là thị trường có cái dân số đâu đó khoảng gấp khoảng 2,5-2,6 lần Việt Nam. Và có cái quy mô thị trường này nó to gấp khoảng gần 3 lần Việt Nam. Thì tất nhiên chúng ta cứ đếm to gấp mấy lần là đếm cua trong lỗ, đúng không ạ? Nhưng mà lưu ý các anh chị thì nó cũng là một cái thị trường vô cùng rộng lớn đang bỏng. Và nếu chiếm được lĩnh thị phần thì rõ ràng là hiệu quả sẽ rất cao. Nhưng mà cũng lại lưu ý lại với anh chị là Thế Giới Di Động là nắm 45% của ERA Blue chứ không phải nắm 100%. Còn đối tác thì nắm trên 50%. Đó. Và rõ ràng đây là một cái thị trường tiềm năng và ERA Blue là một chuỗi vô cùng tiềm năng, có thể là một cái động lực tăng trưởng ở nước ngoài cho Thế Giới Di Động. Như trước đây chúng ta thấy là cụ Warren Buffett đã mua Coca-Cola vào đúng giai đoạn mà Coca-Cola thành công ở ngoài nước Mỹ, đó là ở châu Âu và các nước khác. Và từ đó mở ra những cái cơ hội tăng trưởng và phát triển lớn và giúp cho cổ phiếu Coca-Cola ở giai đoạn đó bùng nổ rất tốt. Thì đây cũng có thể là một cái điểm nhấn là như vậy. Nhưng mà đây là dự là có khả năng có lãi cuối 2024 chứ không phải là chắc chắn được. Bởi vì còn rất nhiều những cái rủi ro mà chúng ta có thể chưa lường trước được. Và do đó chúng ta cần phải cập nhật đồng hành cùng nhau theo dõi một cách lâu dài. Tiếp theo là cái cầu lớn từ nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu Thế Giới Di Động và cơ hội Thế Giới Di Động có thể trở lại VN Diamond. Thì Zoom nước ngoài có lúc hở đến 60 triệu cổ phiếu. Nhưng mà sau khi bị VN Diamond bán ra rất lớn thì MWG lại được khối ngoại mua dòng mạnh với 50 triệu cổ phiếu, hơn 50 triệu cổ phiếu. Thì đến ngày 31 tháng 5 năm 2024 Zoom ngoại đâu đó còn 2 triệu, chúng tôi nhìn thấy hở có 2 triệu thôi. Cho thấy là một lượng cầu cực kỳ lớn để gom hàng lại. Và đây là các quỹ lớn, trong đó là DC gom rất nhiều. Thì khi mà các quỹ lớn nhà đầu tư nước ngoài lớn họ gom thì rõ ràng họ giữ chặt cổ phiếu, từ đó làm lượng lưu hành cổ phiếu trên thị trường ít đi. Rồi tiếp theo với cái kết quả kinh doanh đang trở lại tốt, quý 1 đạt hơn 900 tỷ lợi nhuận sau thuế và dự kiến cả năm có thể đạt 4.000 đến 5.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, thì định giá của cổ phiếu Thế Giới Di Động PE sẽ thấp trở lại, từ đó đáp ứng hoàn toàn cái yêu cầu của cái danh mục VN Diamond và hoàn toàn có thể có cơ hội trở lại cái danh mục VN Diamond. Và khi trở lại danh mục VN Diamond thì rõ ràng rằng là Thế Giới Di Động sẽ được mua một lượng vô cùng lớn. Từ đó cũng khiến cho là một cái động lực của nhà đầu tư dựa vào đó để
thúc đẩy giá cổ phiếu. Và tiếp theo, cái kết quả kinh doanh tích cực chúng tôi cho là cái yếu tố lớn nhất và có cơ hội vượt đỉnh lịch sử trong năm 2024. Trước đây, Thế giới Di động đã từng đạt lợi nhuận 5.000 tỷ, nhưng chúng tôi cho rằng nếu trong kịch bản tương đối tích cực thì năm 2024 hoàn toàn có thể vượt con số đó. Dựa trên cơ sở nào? Trước tiên chúng ta hãy nhìn quý 1. Doanh thu quý 1 tăng 15% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp thì tăng 30%. Lợi nhuận tài chính thì cũng tăng lên nhờ vào việc sức khỏe tài chính ngày càng tốt, tiền gửi ngày càng nhiều, nợ vay eo ròng thấp đi. Rồi tiếp theo, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng tới 650%. Do cái biên lợi nhuận của công ty này cũng nhỉnh, mọi thứ cũng nhỉnh, từ đó giúp cho lợi nhuận tăng. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông tăng 4.450%, từ mức 21,28 tỷ lên 903 tỷ đồng, tức là tăng khoảng 45 lần, anh chị ạ. Và dự báo cái kết quả kinh doanh quý 2 của Thế giới Di động còn tiếp tục mạnh hơn nữa, thăng hoa nữa, khi Bách Hóa Xanh sẽ tiếp tục giảm lỗ hoặc là có lợi nhuận. Được chưa? Rồi các cái chuỗi truyền thống là chuỗi Điện Máy Xanh và Thế giới Di động đang hồi phục trở lại rất mạnh khi đối thủ yếu đi, thị trường dần hồi phục và biên lợi nhuận đang dần cải thiện nhờ vào việc họ có vị thế lớn, có thể đàm phán giá và đẩy cái giá vốn xuống thấp hơn, cũng như là Thế giới Di động đang thực hiện cái việc cơ cấu tái cấu trúc tối ưu hóa mọi hoạt động của mình liên tục để từ đó có được cái hiệu quả vượt trội. Chính vì thế cho nên là Ethefin dự báo rằng lợi nhuận 2024 có thể đạt từ 4.000 đến 5.500 tỷ lợi nhuận sau thuế, tùy vào các kịch bản khác nhau. Nếu ở kịch bản kích cực mà đạt được 5.500 tỷ thì rõ ràng đã vượt xa so với đỉnh lịch sử năm 2021 hay 2022 thì phải khoảng 5.000 tỷ 2021, anh chị nhá. Thế do đó đây chính là một trong những động lực lớn thúc đẩy cái việc tăng giá của cổ phiếu Thế giới Di động. Tiếp theo về cái một trong những một nguyên nhân nữa, đó là tài chính của Thế giới Di động rất dồi dào, có thể trả cổ tức bằng tiền cộng mua cổ phiếu quỹ. Thì rõ ràng là trong nghị quyết đại hội đồng cổ đông vừa rồi thì họ cũng đã thống nhất là có mua cổ phiếu quỹ đâu đó khoảng 100 tỷ thì phải, rồi trả cổ tức bằng tiền. Cho dù năm 2023 đâu có lợi nhuận nhưng họ vẫn trả được, bởi vì tài chính của họ quá dồi dào, lợi nhuận của họ tích lũy từ trước rất nhiều. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy tiền tương đương tiền là 5.570 tỷ, đầu tư tài chính ngắn hạn là 24.700 tỷ. Thì tức là riêng hai khoản này thôi, anh chị ạ, nó đã lên đến hơn 30.000 tỷ rồi, 30.250 tỷ rồi. Còn chưa kể cái cho vay ngắn hạn là 1.800 tỷ nữa. Tức là nó là tổng là tiền là 32.000 tỷ, anh chị ạ. Trong khi tổng vay nợ ngắn hạn là 17.573, dài hạn là 6.088. Tức là vay nợ ngắn hạn và dài hạn mới có 23.750 tỷ thôi, trong khi tổng tiền tương đương tiền và các cái khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là khoảng độ 32.000 tỷ. Như vậy, nợ vay ròng của Thế giới Di động là âm tới hơn 8.500 tỷ. Tức là về cơ bản họ có thể trả tất cả nợ đi, họ vẫn dư 8.500 tỷ tiền. Thì cho thấy là một cái sức mạnh vô cùng dồi dào. Nếu các anh chị nhìn sang các công ty bán lẻ khác thì đã âm mòn hết vốn rồi, không có tiền, suốt ngày phải vay nợ để có thể nhập hàng tồn kho kinh doanh. Nhưng công ty này nó còn dư hơn 8.000 tỷ nếu nó trả sạch nợ đi. Thế do đó tiền nó rất nhiều. Tiền nhiều thì nó làm gì? Nó trả cổ tức bằng tiền mặt, nó mua cổ phiếu quỹ. Đó, từ đó cũng góp phần thúc đẩy cái doanh nghiệp này tăng giá tốt, trở thành một cái công ty gọi là con bò sữa trả tiền mà lại vẫn có sự hồi phục tăng trưởng vừa rồi. Thì trên đây chính là những cái yếu tố mà có thể thúc đẩy giá cổ phiếu tăng 88% trong giai đoạn vừa qua. Tiếp theo, vậy thì những cái rủi ro gì đang có với Thế giới Di động? Thì thứ nhất là 2025 thì sẽ ESOP trở lại, tức là phát hành ưu đãi cho cán bộ công nhân viên, nghị quyết đã có rất rõ rồi. Thì cái này vẫn là một cái mà gợn đối với rất nhiều nhà đầu tư, thế Ethefin vẫn nêu ở đây. Đó, bởi vì cái kết quả kinh doanh đặt năm 2024 là có mấy nghìn tỷ thôi, hơn 2.000 tỷ thôi, 2-3.000 tỷ. Thì cái việc vượt gần như là 99,9% là sẽ vượt rất mạnh. Và vượt thì họ sẽ được phát hành ESOP. Và ESOP thì bà con lại lo ngại là sẽ bị gọi là cổ đông thiệt thòi. Rồi tiếp theo về định giá hiện nay là lên đến 94.000 tỷ đồng. Ví dụ cho dù lợi nhuận đạt 5.500 đi, trừ đi phúc lợi khen thưởng vân vân các thứ. Nếu trừ các thứ thì PE đâu đó nó cũng 17-18 lần rồi. Thì nó không phải là một mức chiết khấu cao. Đúng không ạ? Và tiếp theo là cái hoạt động kinh doanh có thể không như kỳ vọng, bởi vì cái lĩnh vực bán lẻ này nó có những cái rủi ro mà khá bất ngờ mà chúng ta không đoán được từ nền kinh tế vĩ mô. Mà rõ ràng kinh tế vĩ mô thì chúng ta cũng không thể dự báo được chiến tranh, dịch bệnh vân vân các thứ có thể xảy ra, thì khi đó thì là rủi ro đối với công ty này. Đó, chính vì thế cho nên là hoạt động kinh doanh có thể không như kỳ vọng. Thì trên đây là cả cái lý do mà có thể tăng, đó là tích cực, và cả những cái rủi ro mà có thể đối mặt khi nhà đầu tư cầm cổ phiếu Thế giới Di động. Tiếp theo thì Ethefin cũng muốn cung cấp thông tin đến quý vị như này. Thì như ở nội dung thì Ethefin cũng đã nói, đây là giải đáp những cái thắc mắc, những cái trao đổi của rất nhiều các nhà đầu tư giá trị muốn gửi đến Ethefin Việt Nam đánh giá Thế giới Di động. Chứ không phải là chúng tôi lôi ra đây nhằm mục đích bán hàng, lùa gà hay gì cả, mà đây là giải đáp quý vị. Chính vì thế chúng tôi có phần miễn trừ trách nhiệm như sau. Chúng tôi phải nói rõ như này. Thì trên đây là góc nhìn của riêng Ethefin Việt Nam. Thứ hai là Ethefin Việt Nam đang có cầm cổ phiếu Thế giới Di động với giá vốn rất thấp. Đấy, chia sẻ luôn với anh chị. Ví dụ như ở báo cáo chiến lược thì chúng tôi cũng có chốt lời rồi, mua giá 40 chấm mấy, bán 57, 58 gì đấy, bây giờ 62, 63, 63 mấy. Nhưng mà lưu ý các anh chị là trong tích sản cổ phiếu thì chúng tôi vẫn chưa đến giá chốt lời. Chúng tôi cũng cầm Thế giới Di động với giá rất rẻ. Đấy, phải nói thẳng luôn với quý vị là như vậy, để cho chúng ta tránh cái việc mâu thuẫn lợi ích. Đấy là chúng tôi có cầm. Rồi tiếp theo là việc cái clip đây chúng tôi nhắc lại một lần nữa là chúng tôi cung cấp thông tin và không có định giá khuyến nghị gì đối với quý vị cả. Như quý vị thấy ở trên, chúng tôi không có định giá.
Và về phần cơ bản, phần định giá chúng tôi thường có và chúng tôi gửi đến ở trong cái đầu tư giá trị vàng đến quý các anh chị nhà đầu tư ở trong đó. Bởi vì những anh chị đó đã về cơ bản đã thấm nhuần cái tư tưởng của đầu tư giá trị vàng, thấm nhuần cái đầu tư giá trị, thế thành AZFIN sẽ cung cấp cái định giá ở trong đó. Và trên đây thì chính là những cái nội dung mà AZFIN muốn cung cấp đến quý các anh chị để quý các anh chị có thêm những cái thông tin kiến thức hữu ích ra quyết định trong tương lai khi mà cổ phiếu Thế Giới Di Động có giá rất rẻ, có cơ hội chẳng hạn, hoặc là khi cao quá thì có thể đem ra để chốt lời. Và nhân đây tôi cũng chia sẻ tiếp một cái kinh nghiệm Thế Giới Di Động khi mà chúng tôi đã theo dõi cổ phiếu này 10 năm nay, từ năm 2014. Đó là cái cổ phiếu Thế Giới Di Động ấy, thường cứ khoảng độ 1 đến 2 năm nó lại có một cái cú sập cực mạnh và có một cú tăng khủng khiếp. Nó không hiểu là tình cờ hay là cố ý hay do đặc thù kinh doanh hay vân vân, nhưng mà đó là một cái điều nó đã và đang diễn ra rồi. Thế do đó là cái cơ hội với Thế Giới Di Động không hẳn là nếu nó tăng thêm nữa thì chúng ta hết cơ hội, mà nó còn cơ hội có thể trong tương lai. Các anh chị lưu ý là như thế nhá. Thì chúc anh chị có những cái kiến thức hữu ích. Nếu anh chị chưa follow kênh thì hãy follow kênh để nhận các cái nội dung hữu ích tiếp theo từ AZFIN Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.